Thì biết mà giống sặc lâu quá. Cái cây trâu này đẹp màu tươi. Đây là người làm sập mạng cộng đồng, sập mạng lần 4 người luôn. 4 người đâu còn. Không, hồi tối tính 4 người thôi chứ mấy người kia tao không có bình lẫn. Đi ngủ mà. Ngày xưa tôi Kim Tử Long cũng tới tại quán An Lạc Viên. An Lạc Viên ở thành phố Hồ Chí Minh để thuyết pháp nha cô chú anh chị. Đây là trợ lý của anh Kim Tử Long ha, mấy chục năm luôn nha cô chú anh chị. Cô Linh là người trợ lý của anh Long. Thôi dốc à. Bởi vì nó vậy không, không sạch mạng mới lạ. Người con sĩ Trương Vinh. Là ca sĩ Trương Vinh. Là cháu của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long ha.
Đây làm sạch mạng mà cũng được uống nước trái cây nữa hả? Cái này là gì? Cái này không? Uống như chanh dây á. Rồi vào ly đây nó cũng được. Ủa quên đặc biệt. Nó 5 giờ rưỡi mình quên. Ủa bộ, giờ nè. Giờ anh đi hả? Hello. Đây là nhóm người. Ý là anh có qua được không? Đi cùng đoàn với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long hả cô chú anh chị? Hello. Ý là anh có qua được không? Dạ hồi nãy em nhớ là ông quên nói vụ 4:30, 5:30 nữa. Nó đang đợi anh á. Dạ. Chạy qua giùm em nha. Gùa gì đâu?